Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sáng sớm nay thời tiết miền Bắc còn hơi se lạnh. Đến trưa chiều thì nắng vàng, trời hanh hao trở lại với nhiệt độ hầu khắp toàn miền giao động từ 28 đến 32 độ. Trời tạnh ráo, rất lý tưởng cho mọi hoạt động trong ngày cuối tuần. Cùng chung xu thế thời tiết miền Bắc, thủ đô Hà Nội cũng tạnh ráo, có nắng, gió đông bắc thổi nhẹ nên thời tiết khá dễ chịu với mức nhiệt cao nhất trong khoảng là 31-32 độ. Đến tối và đêm trời mát mẻ với nhiệt độ hạ về ngưỡng 25-26 độ. Không được tạnh ráo như miền Bắc do gió đông bắc thổi xuống Trung Bộ tương tác với sườn đón gió của dãy Trường Sơn nên từ đêm qua đến sáng nay mưa lớn đã xảy ra ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ với nhiều điểm mưa to lên tới trên 200mm như là tại Hưng Phú, Nghệ An là 280,4mm, Bàn Nước, Hà Tĩnh là 286mm, Quảng Trạch, Quảng Bình 333,8mm. Trong chiều và tối đêm nay thì mưa sẽ vẫn còn tiếp tục diễn ra ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Tại đây thì có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 50 đến 100mm. Riêng Hà Tĩnh và Quảng Bình có nơi trên 150mm. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 70mm. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, đặc biệt là hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Thành phố biển Đà Nẵng sáng nay còn có nắng, từ trưa chiều trời chuyển nhiều mây, mưa có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, thậm chí về tối và đêm thì còn có mưa vừa mưa to. Do mưa nhiều, mức nhiệt ngày đêm nay trên thành phố chỉ dao động trong ngưỡng là từ 27 cho đến 32 độ, trời mát. Ở phía Nam, hôm nay mưa chỉ rải rác vài nơi, trời nắng nhiều hơn, làm cho nền nhiệt cũng tăng nhẹ. Mức nhiệt ở các tỉnh Tây Nguyên dao động từ 29 đến 32 độ, khu vực Nam Bộ là 32 đến 34 độ, miền Đông có nơi nhiệt độ cao 35 độ. Với thành phố Hồ Chí Minh, trời nắng ráo từ sáng đến 15 giờ, mức nhiệt cao nhất vào trưa nay ở ngưỡng là 33 độ. Từ sau 15 giờ thì mây dông kéo đến và gây mưa xuất hiện rải rác nhưng không kéo dài lâu. Tối và đêm thì trời tạnh ráo trở lại với nhiệt độ thấp nhất là 26-27 độ, trời mát mẻ. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ một số các thành phố trong chiều và tối nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!